Jingle bell, jingle đầu con. Vi sẽ lăn lộn ở trong cái mớ đồ vintage đó và Vi hay chui xuống cây thông. Xong có năm đó Vi bị điện giật. Merry Christmas! Xin được chào tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với Sing Japan Spotlight. Và như các bạn cũng đã thấy được ngày hôm nay, khách mời của chúng ta đó chính là diễn viên xinh đẹp Tường My. Xin chào Quang Bảo cũng như là xin chào quý vị khán giả. Chúc cho quý vị khán giả sẽ có một mùa Giáng sinh thật an lành, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Thật ra là đối với cá nhân Quang Bảo thì Giáng sinh nó luôn luôn mang tới một cái cảm giác rất là bình an. Và không chỉ Bảo đâu, mà Bảo biết là Tường My cũng là một người rất là thích Giáng sinh. Tại vì thứ nhất là Vi cũng là một người có đạo nè, thì cái ngày Giáng sinh nó sẽ đặc biệt hơn những ngày khác rất là nhiều. Và thêm nữa cái cảm giác từ hồi nhỏ luôn, ví dụ như trong bốn mùa mình nhìn mình sẽ thấy là không, mình rất là thích mùa đông. Dù mùa đông lúc nào mọi người cũng nói là sẽ là những cái hình ảnh hơi lạnh lẽo một chút xíu, nhưng mà lúc nào Vi xem những cái hình ảnh đó hoặc là Vi nghe những cái bài hát về mùa đông thì Vi cũng cảm giác là Vi có một cái gì đó rất là nao lòng á. Cho nên là đó là một cái mùa mà Vi rất là thích và cũng rất thích cái cảm giác mà được mặc áo ấm nè, xong rồi được quây quần với mọi người. Và đặc biệt là nếu mà có những cái dịp mà mình đi nước ngoài vào cái thời tiết mùa đông thì cực kỳ tuyệt vời. Đặc biệt là Nhật Bản nha. Nhật Bản người ta cũng rất là thích Giáng sinh. Tại vì thật ra Nhật Bản người ta sẽ không ăn Tết như là châu Á của chúng ta, mà rất là giống phương Tây. Cho nên Giáng sinh cũng như là năm mới là một cái dịp cực kỳ đặc biệt đối với là người dân Nhật Bản. Vi thì Vi chưa có đi Nhật Bản bao giờ, nhưng mà Vi lại rất thích tìm hiểu những thứ về văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Và đặc biệt là trong cái dịp Giáng sinh, Vi cũng biết là ở bên Nhật Bản người ta chuẩn bị rất là kỳ công nha. Chứ nó không có đơn thuần giống như là chỉ là trang trí hoặc là chỉ là tặng quà đơn giản bình thường. Nhưng mà người ta coi như cái dịp lễ lớn của người ta luôn. Thôi thì bây giờ là trước khi mà chúng ta bắt đầu cái phần trò chuyện á, thì hồi nãy là Vi có nhắc tới việc là Vi rất là thích nghe nhiều những cái bài hát mùa Giáng sinh này. Bây giờ Vi hát đi. Hát đi. Hát đi. Một ca khúc nào đó, một vài những câu hát nào đó mùa Giáng sinh để tặng khán giả được không? Trời đất ơi. Quý vị sẽ biết tại sao mà Bảo nói như vậy. Không, quý vị khán giả biết rất rõ Bảo à. Thiệt tình đó là mỗi lần hả? Jingle bell. Jingle bell, jingle đầu. bảo gì sao gì sao, đó là điều mà Bảo rất là hay ghẹo Tường My mỗi khi mà gặp nhau, bởi vì Vi là một cái người sở hữu một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và khi mà Vi hát rồi thì mọi người sẽ không đoán được đó là bài gì, và mọi người cũng không thể nào mà đệm theo cái cách Vi hát được. Bởi vậy mỗi lần mà ai kêu Vi hát đi sẽ có người đàn cho Vi hát, cho nó không, bây giờ Vi sẽ không có hát theo cái tiếng đàn đó, mọi người phải tự bắt nhịp theo Vi đi nha. Được thì được, được thì thôi, nhưng mà đa số không ai làm theo được hết. Coi như là lời bài hát và nhạc là hai thứ không thể liên quan tới nhạc nhau. Nhạc và lời là một nẻo rất xa. Tôi thì đó là có lẽ là cái điều mà cũng rất là nhiều người biết về Tường My rồi. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà đến với Sing Japan Spotlight thì luôn làm cái phần mở đầu rất đặc biệt, bởi vì sẽ là những câu chuyện chưa từng được kể ở bất kỳ nơi nào ngoài Sing Japan Spotlight. Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến với phần đầu tiên, chuyện chưa kể. Và bây giờ chúng ta đang cùng đến với những câu chuyện chưa kể. Và khách mời ngày hôm nay của Sing Japan Spotlight đó chính là diễn viên Tường My. Không biết là đối với Tường My thì Nhật Bản nó có một cái gì đó đặc biệt với Vi hay không? Đối với Vi nha, tại vì cách đây là khoảng cũng hình như 2015, Vi nhớ là Vi có xem một cái phim đó là Hương Vị Tình Yêu. Thì đây là một cái phim mà nó liên quan rất nhiều về Nhật Bản, và đặc biệt là nó giao thoa giữa cái chuyện là phong kiến và hiện đại. Thì lúc đó mình xem mình thích. Và thêm một cái nữa là Vi bắt đầu tìm hiểu và Vi rất thích những cái gì mà liên quan đến đồ vintage. Và đặc biệt là của Nhật, Vi luôn hay tự nói với lòng một lần là nếu mà Vi qua được Nhật Bản thì Vi sẽ đem thật nhiều tiền. Vi sẽ đem thật nhiều tiền để Vi như là Vi sẽ lăn lộn ở trong cái mớ đồ vintage đó. Và Vi cảm giác là Vi sẽ muốn không về nữa luôn á. Và đặc biệt là đồ ăn rồi những cái đồ handmade tỉ mỉ của Nhật Bản, kiểu mà nó làm cho mình cuốn kinh khủng lắm, mê lắm. Thực ra là đối không chỉ là riêng Tường My đâu, Bảo cũng đã từng đi Nhật được 2 lần, cũng như tất cả khách mời của Sing Japan Spotlight. Thật sự là nếu mà đi tới Nhật thì giống như Vi chia sẻ, chúng ta phải cần đem rất nhiều tiền. Bởi vì du lịch ở Nhật Bản là một trong những quốc gia du lịch đắt đỏ nhất trên thế giới, nhưng rất xứng đáng, bởi vì có rất là nhiều những cái nét văn hóa hay. Và cái điều hay của Nhật Bản là gì? Đó chính là cái việc là chúng ta sẽ không có quá nhiều những cái sự giống nhau của các địa phương, mà ở mỗi địa phương, những từ Bắc xuống miền Trung hay là xuống miền Nam của Nhật Bản thì nó đều sẽ có những thứ rất là khác biệt. Và người ta làm cái chuyện này rất tốt, cho nên chúng ta cảm giác là đi Nhật đi bao nhiêu lần cũng sẽ không có chán cái chuyện này. Thế thì còn đối với lại văn hóa Nhật Bản mà cụ thể đó là phim ảnh,
Vì bởi vì Bảo biết Vi là một cái diễn viên cũng đã tham gia rất là nhiều phim rồi, cũng xem rất là nhiều, thì không biết là đối với lại Nhật Bản thì có cái bộ phim nào đó mà Vi cảm thấy thích không? Thật ra Vi cũng đã xem được nhiều bộ, nhưng mà Vi nghĩ là nếu mà nói ra một cái bộ mà đa số là mình sẽ cảm thấy quen thuộc và quý vị khán giả cũng sẽ cảm thấy quen thuộc, đó là bộ phim về rừng Na Uy. Thì được chuyển thể từ một cái tiểu thuyết cùng tên luôn, thì Vi nghĩ là đa số là mọi người đều biết cái chuyện này rất là nhiều rồi. Thì khi mà được chuyển thể thì Vi cũng biết là như là của có anh đạo diễn là Trần Anh Hùng đó, thì lúc đó là đều là những người mà mình hay quan sát, và đây là chuyển thể từ một cái tiểu thuyết nổi tiếng nữa, cho nên là lúc đó Vi nghĩ nó đã trở thành một cái trào lưu rồi. Lúc đó mọi người ai cũng xem rừng Na Uy rồi, ai cũng hỏi nhau là đọc rừng Na Uy chưa, và cũng trở thành một cái tiểu thuyết mà được tái bản được rất là nhiều lần. Thì đó là một cái mà Vi nghĩ là mọi người đều biết. Thật ra thì cuốn tiểu thuyết rừng Na Uy được ra đời vào năm 1987, và có thể nói là được một cái cột mốc để giúp cho nhà văn Haruki Murakami trở nên là nổi tiếng không chỉ ở trong nước Nhật mà còn trên toàn thế giới. Và rõ ràng đây là một cái bộ phim mà Bảo nghĩ rằng là sẽ rất nhiều những người, người ta xem xong người ta sẽ cảm thấy rất thích, nhưng cũng có nhiều người, người ta xem xong người ta sẽ cảm thấy là sao nó nặng, lạ quá, nó nặng, nó có cái gì đó nó kỳ đó. Nó sẽ chia ra đúng kiểu là nó phân luồng hai khán giả khác nhau. Và tại vì thật ra là bởi vì trong cái bộ phim đó, nó mặc dù là một cái bộ phim điện ảnh nhưng mà sẽ có rất là nhiều cái tầng ý nghĩa được lồng ghép ở trong đó. Chính vì cái điều đó nó tạo nên sự hấp dẫn của bộ phim. Thì Bảo nghĩ là nếu như mà quý vị khán giả là những người yêu đất nước Nhật Bản, đặc biệt là yêu thích về văn hóa và điện ảnh Nhật Bản, thì chúng ta cũng có thể xem một cái bộ phim đó tên là Rừng Na Uy của đạo diễn Trần Anh Hùng. Bởi vì đây là một cái sự là người Việt Nam, một người gốc Việt Nam, và làm một cái bộ phim liên quan tới một cái cuốn tiểu thuyết mà tất cả chúng ta, những ai mà yêu mến Nhật Bản thì đều biết đến tác giả, đó chính là Haruki Murakami. Rồi, cảm ơn Tường Vi với những cái chia sẻ sơ bộ thôi, bởi vì chúng ta vẫn sẽ còn một cái phần chia sẻ sâu hơn ở phía sau. Chứ là coi những số trước rồi thì cũng đã biết là những khách mời cũng đã phải trải qua những gì rồi đúng không mà. Không quá khó, nó chỉ là 7 câu hỏi liên quan tới Nhật Bản. Và Vi nếu như trả lời được 4 câu hỏi thì Vi sẽ giành chiến thắng và có một cái phần quà đến từ chương trình. Được không? Được. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Như thường lệ đó quý vị, đây là một cái phần mà các khách mời của chúng ta thường sẽ không bao giờ được biết đó là gì, bởi vì nó mang đầy đủ những cái yếu tố bất ngờ, nhưng cũng đây cũng là cái phần mà hấp dẫn nhất của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần Nhật Bản 5 giây. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Thường Vi đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ là phần thử thách 5 giây dành cho Tường Vi. Chỉ có 5 giây để trả lời cho mỗi câu hỏi thôi nha. Rồi. Ok. Gà rán là món ăn phổ biến trong dịp Giáng sinh của người Nhật, đúng hay sai? Đúng. Tại sao đúng? Là tại vì á, ở bên Nhật Bản á, người ta không có nuôi được gà Tây giống như ở bên Mỹ hoặc là các nước kia, cho nên là người ta chọn là ăn gà rán. À vậy đó. Thiệt mà. Tôi có đọc mà. Có đọc hả? Thiệt. Ok, ok, ok. Đây, giải thích đây. Trong ngày lễ Giáng sinh thì các gia đình khắp Nam Châu thì gà Tây chính là món chủ yếu của họ. Chính xác những gì Tường Vi nói. Còn ở Nhật Bản thì người ta thường hay đến những cái quán gà rán để mà thưởng thức những cái món gà. Ban đầu thì Nhật Bản không có cái phong tục là ăn gà rán. Nhưng chiến lược kinh doanh của một hãng gà rán bắt đầu từ năm 1974 đã khiến món ăn này trở nên phổ biến khắp Nhật Bản. Và ngày nay doanh thu bán hàng vào dịp Giáng sinh chiếm tới khoảng 10% doanh thu hàng năm của nhãn hàng đó. Kinh khủng khiếp ha, một ngày duy nhất mà 10% doanh thu cả năm. Và bên cạnh đó thì là ăn gà rán và bánh kem dâu tây vào dịp Giáng sinh là một nét văn hóa rất độc đáo của người Nhật Bản. Đó là một vài những cái thông tin dành cho Tường Vi cũng như quý vị khán giả ở đây. Rồi, chúc mừng Tường Vi, câu đầu tiên chính xác. Câu thứ hai, thay vì cây thông, người Nhật trang trí Giáng sinh bằng hoa anh đào. Đây được coi là một nét văn hóa độc đáo chỉ có riêng tại Nhật Bản, đúng hay sai? Sai. Tại sao sai? Tại vì Giáng sinh ở bên Nhật Bản người ta cũng chưng cây thông không à. Nếu mà không có chưng cây thông thiệt thì người ta chưng cây thông giả, chứ không có chưng hoa anh đào làm cái gì hết. Thiệt không? Thiệt, có hoa anh đào, người ta có mùa hoa anh đào riêng, rồi tới Noel ta chưng hoa anh đào tiếp làm cái gì. Mà thật ra Noel đâu phải mùa hoa anh đào đâu, lấy gì chưng. Chính xác, chúc mừng Tường Vi. Vào Giáng sinh thì người dân Nhật Bản cũng trang trí nhà cửa với cây thông và tặng quà cho người thân. Đường phố Nhật Bản vào những cái ngày này cũng được trang hoàng rất là lộng lẫy với cây thông, người tuyết và ông già Noel kèm theo nhiều đồ trang trí khác. Còn mùa hoa anh đào thì là từ tháng 3 cho tháng 5 tùy vùng. À, và đây cũng thường là cái mùa mà du lịch đắt đỏ nhất. Thường là mọi thứ gấp 3 lần, nhưng mà phải đi một lần nha. Hai câu đúng rồi. Hai câu. Sắp thắng rồi. Câu số 3.
Trẻ em Nhật Bản được nghỉ học ngay từ lễ Giáng sinh cho đến hết dịp lễ mừng năm mới, đúng hay sai? À, câu này không biết thiệt nè. Thì bởi vậy đoán đi, 5 giây, 5. À, Vi nghĩ là sai. Tại sao sai? Nghĩ vậy thôi. Có nghĩa là tại vì á, ở các nước phương Tây thì sẽ được nghỉ. Cho nên là Vi nghĩ Nhật Bản thì không có theo các nước phương Tây cho lắm. Cho nên là các bé sẽ không được nghỉ. Thực ra là các bé được nghỉ. Nhưng đúng như Vi nói là không phải vào thời gian đó. Mà nó sẽ lùi lại một chút xíu. Như là cái nước phương Tây thường là sẽ nghỉ từ Noel cho tới hết Tết Tây, ngày mùng 2 tháng 1 đi học lại. Còn ở Nhật Bản thì người ta sẽ đón năm mới dương lịch từ ngày 30 tháng 12 cho tới ngày 3 tháng 1 của năm tiếp theo. À vậy là đúng rồi. Nó chậm hơn một chút xíu. Không, nhưng Vi trả lời đúng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nhiều người ba câu đồ đúng, tại lúc nào nó cũng dễ hơn so với những câu sao. Ok. Rồi, kể tên một bộ phim hoạt hình hoặc truyện tranh Nhật Bản có xuất hiện tình tiết liên quan đến dịp Giáng sinh. Doraemon. Đoạn nào? Trời ơi, Doraemon, bây giờ Vi nói đã, cái rất là nhiều tập là lúc nào cũng có cái liên quan đến Giáng sinh hết. Đúng rồi, nhưng mà phải biết được là cái tập nào. Không lẽ bây giờ tập 41? Kiểm tra tập 41 không có. Có, tập 41. Bảo mở đi tập 41. Chắc không? Chắc. Rồi, tôi rất là tin Tường Vi bởi vì Tường Vi rất là thích đọc truyện. Và Doraemon là một trong những cái câu chuyện mà Tường Vi rất là yêu mến, đúng không? Ok. Cụ thể hơn, trong Doraemon thì đó là những cái tập là thư gửi ông già Noel hoặc là chú bé bán diêm, một trong những cái tập mà rất là xúc động trong cái chuyện Doraemon. À, còn nếu mà nói về thám tử lừng danh Conan thì sẽ có là vụ án hoa xương rồng đêm Giáng sinh. Còn nếu như là nhóc Mariko thì là tiệc Giáng sinh trên tầng gác mái. Thật ra Vi không biết về tập 41 thì không. Nhưng bảo biết mà. Nhưng mà tại vì Doraemon nó là một câu chuyện dàn trải qua rất là nhiều giai đoạn và rất là nhiều mùa, nhiều thời kỳ này kia, thì chắc chắn trước sau thì cũng phải có cái Noel thôi. Rồi. Còn bây giờ 41 Vi biết bảo không kiểm chứng được cho nên Vi mới nói. Thật ra là bảo biết là Vi đâu có không đúng đâu. Nhưng mà thôi, coi như là đúng. Chúc mừng Tường Vi đã hoàn thành xuất sắc thử thách Nhật Bản 5 giây dành cho Tường Vi. Và Tường Vi cũng đã vượt qua thử thách này. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với Tường Vi ở cái phần góc chia sẻ. Xin được chào đón tất cả các bạn đang cùng quay trở lại với Sin Japan Spotlight. Và đây sẽ là cái phần góc chia sẻ cùng với là diễn viên Tường Vi. À, gà ráng vẫn còn nha, láng hồi nhớ chi nha. Ok, ngày hôm nay thì sẽ hơi khác so với thường lệ một chút xíu. Bình thường sẽ có một cái hộp đỏ rất là đẹp ở đây, và ở trong đó sẽ chứa đựng những cái từ khóa liên quan tới câu chuyện chúng ta sẽ trò chuyện. Nhưng ngày hôm nay thì bởi vì là Noel mà, cho nên tất cả những cái từ khóa đều đã được sắp lên trên đây. Vi sẽ chọn ra 3 từ để chúng ta cùng nhau trò chuyện. Rồi. Rồi, Vi có thể... quay ra cho mọi người coi đi. Christmas, Giáng sinh. À, ngày hôm nay chắc chắn là một cái đêm mà chúng ta có thể là chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ đặc biệt. Bởi vì đó, như Vi chia sẻ, Vi rất là thích Giáng sinh. Thế thì không biết là có một cái năm nào đó đặc biệt mà Vi nhớ về dịp Giáng sinh không? À, thật ra Vi nhớ Giáng sinh của Vi ở những cái thời mà Vi còn nhỏ xíu nhiều hơn. Có nghĩa là có lần đó là ba mẹ tự nhiên mua quà, lần đầu tiên được quà luôn, và ba mẹ đưa cho Vi, đó là quà Giáng sinh. Từ xưa giờ là Vi không có tin ông già Noel đâu. Từ nhỏ là không tin. Không có tin, Vi cảm thấy đó là một cái chuyện rất là dụ dỗ con nít. Không biết từ lúc mình là con nít. Từ lúc mình là con nít rồi. Đối với Vi, quà Noel là ba mẹ tặng chứ không phải là ông già Noel tặng. Là chưa bao giờ có cái ý thức ở trong đầu là có ông già Noel. Đúng rồi, chưa bao giờ. Tại sao? Tại vì lúc nào ba mẹ tặng ba mẹ cũng đưa quà vậy nè, chứ không phải là ông già Noel. Làm tự suy luận ra luôn. Tự suy luận luôn. Wow. Mà coi phim ông già Noel rồi này kia, coi vậy đó, biết ông già Noel vậy thôi, nhưng mà luôn tin ông già Noel không có thiệt. Nhưng mà nếu mà sau này Vi có con, Vi sẽ nói là có ông già Noel thiệt. Đừng có làm cho nó mất. Đúng rồi, mất tuổi thơ ha. Chứ đúng rồi. Mình phải có một cái gì đó, một cái nhân vật nào đó chứ. Đó. Thì ba mẹ Vi tặng quà Noel. Thì lúc đó là có năm thì là một hình ông già Noel, có năm thì là sổ. Tại Vi cực kỳ thích sổ luôn. Và cái dịp Noel là cái dịp mà gia đình Vi là kiểu mà vui lắm, ăn uống này kia rất là nhiều. Và lúc nhỏ thì lúc nào nhà cũng có chưng cây thông về nè. Và Vi hay chui xuống cây thông. Vi kiểu Vi làm như Vi là một nhân vật gì trong đêm đông giá rét vậy đó. Xong có năm đó Vi bị điện giật. Hiểu không? Vì chui xuống, Vi phải chui, Vi nằm xuống ngay ở dưới đó. Ủa, nhưng mà chui xuống đây làm gì mà bị điện giật, là mình mò dây điện, mình cắn không, hay là mình làm không?
cái đèn đó, nó có cái đèn hở hở điện, cái dây đèn đó. À. Nói chung nếu tôi biết là tại sao tôi bị điện giật chắc chắn là sẽ không bị rồi, hiểu không? Thì đó, chui xuống dưới nằm mà kiểu phải nằm kiểu mình hình dung là đang đêm đông lạnh giá rét rồi này kia gì đó. Đang nằm nhưng mà giật mình luôn chạy bò ra, kể từ đó là không còn tiết mục nằm dưới cây thông nữa. Đổi qua tiết mục gì? Hả? Có đổi qua tiết mục khác không? Không. Thích ngồi bắt đầu lớn lớn hơn thì ngồi ngắm nghía xong rồi nghe nhạc. Vi nghe nhạc Noel là bắt đầu từ tháng 11 rồi. Ừ, bắt đầu từ tháng 11 là đi trên xe là sẽ bật nhạc Noel để nghe rồi đến tháng... Tự hát luôn. Đúng rồi, không, không tự hát nha. Không tự hát nha. Tôi chỉ nghe xong rồi tôi vậy nghe thôi. Rồi. Rồi nhưng mà sau này thì lại bị cái là đi quay nhiều khi là trùng vào đêm Noel luôn, cho nên là nó cũng không có còn nhiều cái hoạt động giống như ngày xưa cho lắm. Rồi có một lần đi quay cũng lúc đó có người yêu đi quay xong rồi quên cho người yêu leo cây luôn. Cho người yêu leo cây đâu em? Quên, điện thoại hết pin. Rồi đó là chắc là Giáng sinh đáng nhớ đúng không? Giáng sinh đáng thì đáng nhớ của ảnh. Đáng thì đáng nhớ của ảnh. Mình đi về mình ngủ luôn. Ừ thì về sạc pin rồi mới nhắn được chứ. Còn nói chung là đó là một cái câu chuyện mà cũng là một cái kỷ niệm đúng không? Thật ra là đối với lại nghệ sĩ đó, thưa quý vị, thường là vào những cái ngày lễ Tết, những cái dịp đặc biệt thì đối với lại nghệ sĩ là sẽ là cái thời gian để mà họ sẽ phục vụ đối với lại khán giả, giống như là Vi sẽ đi diễn kịch đúng không? Bởi vì đó là những cái khoảng thời gian mà tất cả mọi người sẽ dành thời gian cùng với gia đình, cùng với người thân để mà xem những cái chương trình nghệ thuật như vậy. Thì bây giờ hỏi thử nè, nếu như một cái Giáng sinh không phải làm gì hết thì Vi muốn làm gì? Và với ai? À, tất nhiên là với gia đình. Tất nhiên là với ba gia đình rồi. Tại vì Vi cực kỳ thích cái cảm giác mà có cây thông Noel, xong rồi mình đi lễ về, xong mọi người sẽ cùng quay quần, cùng ăn uống với nhau. Nó sẽ làm cảm giác rất là tuyệt vời. Nó đã làm cái không khí nó khác với những ngày thường rồi. Thật ra là đôi khi cũng làm biến đó. Cũng làm biến cái chuyện là mình phải trang hoàng, mình phải chưng cây rồi này kia, làm biến rồi phải tháo xuống, rồi phải xếp cất đi. Nhưng mà mình phải nghĩ là một năm chỉ có một cái dịp này thôi, mà thật sự đây là cái dịp mà mình rất thích chứ không phải là không. Cho nên là dành một chút thời gian để mình trang trí lên, để trong cái khoảng thời gian đó là mỗi tối dù mở một cái nhạc nhẹ nhẹ xong rồi mở đèn lên, tự nhiên mình cảm giác nó rất là khác. Hy vọng là năm nay Giáng sinh của Tường Vi sẽ một Giáng sinh rất là ấm áp bên gia đình đúng không, mà không bị điện giật nữa. Ok, đó là cái phần về Giáng sinh. Thế bây giờ mình sẽ cùng tới với từ khóa tiếp theo. Mời tiếp theo hả? Ok. Rồi, từ khóa tiếp theo. Presento. Presento. Món quà. Món quà. Vì đọc tiếng Nhật như tiếng Ý vậy đó. Món quà. Món quà Giáng sinh nào mà đến bây giờ Vi vẫn nhớ? Chắc là món quà của ba mẹ. Ba mẹ thì là Vi nhớ nhiều hơn. Nhưng mà hay là bây giờ món quà mà Vi tặng cho người ta đi. Đó. Tại Vi có một cái đó là Vi rất là thích làm đồ handmade, cực kỳ thích luôn. Và thí dụ như là vào những cái dịp mà nó hơi mang cái tính là có ý nghĩa chút, ví dụ như là Giáng sinh hoặc là sinh nhật, thì Vi sẽ làm. Thì cái đợt đó lại là người yêu nha, lại là liên quan đến người yêu. Thì Vi không biết là năm nay Vi sẽ làm cái gì bây giờ. Vi kiểu mình muốn phá cách làm cái gì đó, nhưng không biết làm gì hết. Thế là cái ngày hôm đó là Vi nhớ là Vi tình cờ Vi đi cà phê và Vi thấy có một cái hộp người ta bịt ổ điện á. Cái hộp bịt ổ điện. Thế là Vi mới nảy sinh ra một cái ý định là Vi sẽ làm cái ngôi nhà bằng gỗ để tặng. Đó. Và Vi đã làm, và Vi đã tặng là anh đó kiểu wow. Cực mà, kỳ thích. Mà sao tự nhiên cái đồ chụp ổ điện nó liên quan tới cái nhà gỗ? Tại vì chụp ổ điện hình ngôi nhà có cái cửa mở ra vậy nè. Xong rồi Vi sẽ nghĩ là Vi sẽ trang trí tuyết tuyết rồi này kia. Rồi là những cái làm từ cái gì, quay kem hay là không, cái nhà thì bằng gỗ. Cái nhà thì bằng gỗ, còn những cái còn lại ở trong thì là bằng giấy đó, giấy rồi hình ảnh này kia là bằng giấy. Thế còn nếu mà đối là Vi, một cái món quà mà Vi muốn nhận được nó sẽ là gì? Vi cũng thích làm những cái đồ handmade vậy đó. Là người ta sẽ làm đồ handmade để tặng. Nói chung là người ta, nếu mà người ta biết Vi thích, tại vì Vi thích nhiều lắm Bảo ơi. Cho nên bây giờ hỏi là Vi thích cái gì Vi không có biết đâu, hiểu không? Vi thích rất nhiều. Nói cái không thích thì biết đúng không? Ừ, nó không thích thì biết. Chứ nếu mà thích thì bao la lắm, tặng cái gì cũng dính. Nhưng mà ví dụ như món quà nào không thích? Không thích đó hả? Là mấy món quà mà Vi không có xài được. Ví dụ? Ví dụ như Bảo chẳng hạn. Đó là Vi ok, ok.
chúng ta đều đã có chủ. Chúng ta sẽ không bao bày những món quà liên quan tới chúng ta nữa. Nếu như vai diễn được xem là một cái món quà thì Vi sẽ mong chờ cái món quà đó như thế nào? Ví dụ như là một cái kịch bản nào đó, hoặc là một cái vai diễn để đời, một cái hình mẫu, một cái vai nào mà mình cảm thấy mình rất là mong muốn là mình sẽ được thử và khán giả sẽ yêu quý mình thông qua cái vai diễn đó. Thực ra lâu rồi không được đóng vai phản diện. Đang thèm đóng vai phản diện lắm. Dù biết là vai phản diện thì khán giả sẽ ghét chứ không phải là yêu thương gì đâu. Nhưng mà vẫn đang thèm đóng vai phản diện. Lâu rồi đóng vai mấy vai khóc hoài à. Khóc mà mệt luôn á. Cái vai phản diện phải chi giống như là Bỗng Dưng Muốn Khóc ngày xưa á, phải không? Không, là đánh đá. Không, cái đó chỉ là đâu? Đánh đá thôi. Trẻ trâu, chính xác là trẻ trâu. Trẻ trâu nhí nhố này kia thôi. Còn bây giờ thì muốn một cái vai phản diện đó, nó phải đúng kiểu phản diện cơ. Là Trà Xanh hay là mẹ chồng hay là... Nói chung là cái gì cũng được miễn là phản diện. Cái kiểu mà đến mức là khao khát luôn á. Miễn cái gì cũng được miễn là phản diện thôi. Mà đừng có trẻ trâu mà phải liếc hay la hét này kia chán không thích. Phản diện phải tinh tế và sâu sắc. Nhiều khi là một vai sát thủ trong mình Giáng Sinh chẳng hạn. Sát thủ? Sát thủ ngầu lắm á. Trong mắt đi sát thủ rất ngầu nhưng không hề phản diện nha. À là cũng không được luôn? Không nha. Là phải ác? Ừ phải ác nha. Ác sao thì đợi kịch bản mới biết chứ bây giờ tôi không biết. Ok, coi như đó là cái mong ước của Tường Vi, một cái món quà đúng không? Rồi, hy vọng là cái món quà là một cái vai diễn phản diện sẽ được mọi người để ý tới và sẽ giúp cho Tường Vi có được một cái vai diễn mà Vi cảm thấy thỏa mãn và được khán giả đón nhận. Còn Bảo thì phải quên đi nha. Rồi ok, cùng đến với từ khóa thứ 3. Rồi. Rồi. Suki. Scandal. Scandal, scandal đó. À, cha. Không biết rằng là trong suốt sự nghiệp của mình, đối với cá nhân Vi, Vi cảm thấy scandal nó là như thế nào? Đối với Vi, cái đó là một cái mà Vi nghĩ là có thể do mình tự tạo hoặc là tai bay vạ gió ở trên trời đâu rớt xuống. Nhưng mà cá nhân Vi thì Vi đã theo cái tiêu chí là Vi không dùng cái scandal để nó làm cái điểm cho mình nổi bật bằng nghĩa đen hoặc là nghĩa bóng. Vi cảm thấy là mình không phải là người phù hợp với bề nổi hào nhoáng của showbiz. Và giống như là chương trình mình cũng đang nói là nước Nhật đúng không? Thì liên quan đến người Nhật thì đó, Vi rất là thích cái tính cách của họ. Kiểu mà nhẹ nhàng, lặng lẽ, tinh tế, đơn giản vậy thôi. Đó, Vi không có thích cái sự ồn ào và náo nhiệt quá. Vậy chúng ta giống nhau đó. Nhưng mà nếu như là một có một cái tai nạn, tai bay vạ gió nào như Vi nói, một cái scandal thì ập tới mình thì Vi sẽ đối mặt với điều đó như thế nào? Nếu mà đó là cái điều Vi làm thì Vi sẵn sàng xin lỗi. Còn nếu mà Vi không làm thì Vi sẽ im lặng. Tại vì Vi nghĩ là với những cái sự giải thích mà với những cái điều mà không liên quan đến mình á thì nó sẽ tạo ra cái làn sóng để tranh cãi. Mà tranh cãi thì nó sẽ luôn có những ý kiến trái chiều. Và nó sẽ làm cho mọi thứ nó sẽ đi rất xa thôi, chứ nó chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Cho nên nếu mà đối với những cái mà Vi thực sự là Vi không làm và Vi không có liên đới đến nó thì Vi nghĩ là im lặng để thử mình trả lời. Nhưng mình bây giờ nè, hỏi thử nhé. Nếu như trong lúc mình làm việc mà với một bạn diễn, và nói ví dụ đi, một bạn diễn nào đó mà tự nhiên họ có một cái scandal thì Vi có thoải mái làm việc với họ? Bình thường. Cái scandal đó là scandal của họ mà nó họ đâu có làm cái gì ảnh hưởng đến Vi đâu. Nếu mà cái scandal này là Vi nghĩ là lớn rồi, trưởng thành rồi, ai cũng phải chịu trách nhiệm với những cái mà mình gây ra. Nếu mà đó là của họ thì họ sẽ tự tìm cách giải quyết. Còn nếu mà đang trong một cái bộ phim hay cái gì đó, Vi vẫn làm việc với họ bình thường, chứ Vi cũng không tỏ ra bất kỳ một cái thái độ thiếu tôn trọng hay là khó chịu hay là cái gì hết. Hay bây giờ mình thử đóng vai phản diện đi. Bây giờ là giống như là Vi biết được rằng Bảo là người nói xấu Vi, Bảo là người tạo scandal mà để làm hạ uy tín của Vi xuống, thì Vi sẽ làm gì? Thì Vi ba hai mặt một lời với Bảo thôi, có gì đâu. Như thế nào? Thì thử nghe phản diện đi. Bây giờ cái chuyện đó không có, nhưng mà bây giờ chúng ta thử làm coi như thế nào. Ý là thường là Vi gọi điện không ạ? Vi sẽ nói gì? Vi gọi điện, ê, mày nói gì ta? Đó. Trực diện vậy luôn. Vi thích hai mặt một lời lắm, không có thích vòng vòng. Nếu mà Vi, thí dụ mà Vi biết cái trường hợp đó là đối phương họ nói gì về Vi hoặc là có một cái gì đó khiến cho Vi không thoải mái thì Vi sẽ không có bao giờ mà im im, giận giận hay là liếc thấy, không có. Vi sẽ hỏi thẳng cái người đó luôn. Thứ nhất là tất nhiên là hỏi thẳng ở đây á, nó khác với cái chuyện là gây lộn nha. Thí dụ như là ê mày nói gì tao vậy, tại sao mày nói vậy, thì đó là chuyện khác rồi. Còn Vi sẽ hỏi thẳng là Vi không biết là có cái chuyện hiểu lầm gì
hoặc là Vi có làm cái chuyện gì mà ảnh hưởng đến bạn mà nhiều khi Vi lỡ may đi không biết hay không. Khi mà trực tiếp nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề, chứ không có phải vòng vòng hay là nhờ nói giùm đi, nhờ hỏi giùm đi. Tại vì đối với Vi là khi mà mình đã qua một luồng cái gọi là agency ở giữa thì nó sẽ rất là nhiều phiền phức. Mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp cũng thích hơn hả? Đúng không? Vi rất là thích nói chuyện. Ok, tại... có như một cách xử lý rất là đàn ông. Ừ. Không có điều đó, bà có thể thấy được rằng là Vi là một người rất là thẳng thắn, bà biết cái điều này. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng đến với một cái phần nữa, đó chính là một cái phần nhỏ thôi. Trắc nghiệm tính cách của Vi thông qua cây thông Noel. Vậy thì giữa 6 cây thông Noel đây, đó, Vi sẽ chọn cây thông Noel nào? Cây số 5. Tại sao? Tại vì nó dung hòa được hết tất cả những yếu tố mà Vi thích. Rồi, vậy thì cây thông số 5 nó là điều gì? Chúng ta hãy cùng xem nha. Cây thông có châu và đèn vừa phải. Nếu cái thông Noel của bạn trông thế này, có nghĩa bạn là một người mơ mộng và hành động không thể đoán trước. Đúng không? Bạn thấy đúng không? Bạn biết đúng. Bạn đón nhận tất cả các cơ hội mà cuộc sống mang lại cho bạn. Nhưng vì bạn có nhiều điều để làm và những ý tưởng mà bạn ấp ủ, đôi khi bạn không hoàn thành một việc trước khi bắt đầu một việc khác. Có không? Chắc cũng có thể. Nhiều khi nghệ sĩ mà đa phần nghệ sĩ sẽ có cái tính này, tại vì mình thích làm nhiều thứ. Bạn có thể linh hoạt trước những cái tình huống thay đổi và sẽ luôn tìm cách thoát khỏi mọi tình huống. Trừ cái chuyện điện giật trong mấy cái thông. Bạn có cách kết nối với lại những người giúp bạn có được sự tin tưởng và hỗ trợ của họ. Bạn biết rằng họ có thể hỏi bạn bất cứ vấn đề gì và bạn sẽ không khiến họ rơi vào tình huống khó khăn. Đúng không? Ừ. Ok, trời giống như là bà tiên vậy ta. đó là một cái trắc nghiệm vui thôi để chúng ta biết là chúng ta như thế nào. Mà bà nghĩ nó cũng đâu đó một cái phần nó đúng với lại Tường Vi khi mà tham gia chương trình hôm nay. Rồi, nó thích nhỏ nhỏ thôi để cho khán giả biết rõ hơn về Tường Vi thôi. Còn bây giờ sẽ là một thử thách rất là đặc biệt của Sin Japan Spotlight dành cho Tường Vi. Và các bạn đang đến với phần thử thách khách mời tại Sin Japan Spotlight. Thì ngày hôm nay thử thách khách mời nó sẽ cũng rất là khác so với những tập trước đây. Bởi vì thay vì phải cùng nhau chơi một cái trò chơi gì đó, thì bảo cũng được biết là bên cạnh cái việc là một diễn viên rất là được yêu thích, thì Vi cũng rất là chuyên nghiệp trong cái việc là chụp hình và posing. Đúng không? Như là ngày hôm nay thì nhân tiện ở đây thì bên cây thông rất là đẹp như thế này mà chương trình đã chuẩn bị cho Vi, thì Vi sẽ thực hiện một thử thách trong vòng 3 phút. Vi sẽ thay 3 bộ đồ. Và tạo mỗi bộ 5 cái dáng khác nhau. Quá dễ với Vi đúng không? Nhưng mà khó cho Bảo nha. Vi là phải đã chụp là chụp cho đẹp. Không chụp đẹp rồi Vi bắt chụp hoài. Trời ơi, dĩ nhiên Bảo chuẩn bị ở đây một photographer rất xịn, Vi đừng có lo. Ủa, chứ phải Bảo chụp à? Bảo cũng sẽ chụp. Rồi. Ok, rồi, và bây giờ thử thách chụp hình cùng với diễn viên Tường Vi xin được phép bắt đầu. Với bộ này thì Vi nghĩ là dạng đầm ống cúp ngực, váy dài qua gối thì sẽ rất là phù hợp với những bạn nào có những tiệc event nè. Nói chung là tiệc phải hơi lớn lớn một chút xíu ha. Bộ thứ hai thì trẻ trung hơn rất là nhiều, ngắn trên gối ha. Bộ này thì Vi nghĩ là có thể phù hợp đi chơi với người yêu cũng được nè, bạn bè cũng được. Với bộ trang phục màu trắng này thì Vi nghĩ là cũng rất là phù hợp với những dịp tiệc tùng. Nhưng nếu là những bữa tiệc của gia đình, màu trắng nền nã và cũng không kém phần tinh tế sẽ giúp cho mọi người vẫn có thể nổi bật trong buổi tiệc nha. Và đây là bộ váy lụa 2 dây khá là gợi cảm. Vi nghĩ là bộ váy này rất là phù hợp cho khi mà gặp người yêu hoặc là đi tiệc tùng một chút xíu. Nhưng mà nói chung là đây là bộ dành cho tình nhân đó các bạn ạ. Ta-da! Quá tuyệt vời đúng không các bạn? Có thể thấy được rằng là thử thách này không thể nào mà làm khó Tường Vi được. Cho nên thôi, cuối cùng thì Tường Vi đã tiếp tục giành thêm một cái chiến thắng nữa. Đó chính là một cái món quà đến từ chương trình. Wow, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Nói chung đây là phần quà mà Tường Vi đã chiến thắng thử thách vừa rồi. Còn đây, phần gà như là một cái lời chúc của chương trình Sin Japan Spotlight đến với Tường Vi trong cái ngày lễ Giáng sinh này. Và hy vọng rằng là một cái Giáng sinh rất là an lành, rất là đủ đầy cùng với lại Tường Vi và gia đình của mình. Đây, xin cảm ơn phần quà đến từ chương trình, cảm ơn Quang Bảo cũng như là cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để nghe những tâm tư tâm tình của Vi, và chúc cho quý vị khán giả sẽ có một đêm Giáng sinh thật an lành. Và các bạn cũng đừng quên là chúng ta hãy nhấn nút subscribe để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của Sin Japan Spotlight nhé. Còn bây giờ thì Quang Bảo và Tường Vi sẽ được gửi một cái lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Nhật, đó chính là Merry Christmas. Merry Christmas. Tháng 12 này, cuộc đua săn tem sẽ trở lại tại Gigamon với nhiều phần quà hấp dẫn. Vào ngay fanpage eRally Japan để cùng tìm hiểu thêm nhé.